Phòng khám chữa bệnh Đông Y Gia Truyền Phúc Hiệp Đường, địa chỉ 41B Mạc Thị Bưởi, thành phố Hải Dương, do Lương Y Gia Truyền Dương Trọng Liêm trực tiếp ra mạch bốc thuốc, đặc trị bệnh phong thấp, viêm thoái hóa đốt sống lưng và cổ, viêm đa khớp dạng thấp, bệnh viêm dạ dày tá tràng. Bệnh nhẹ uống thuốc từ 15 đến 20 ngày bệnh sẽ khỏi hoặc sẽ thuyên giảm, bệnh nặng uống thuốc nhiều ngày hơn bệnh sẽ khỏi. Giá tiền điều trị từ 30 đến 40 nghìn đồng một ngày. Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần. Địa chỉ liên hệ 41B Mạc Thị Bưởi, thành phố Hải Dương. Điện thoại 0303 837 553, di động 0904 014 252.